Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cái mẫu áo mà mình đã đăng ở trên nhóm. Và cái phần này là cái mình vẽ cái hình chat của cái áo để mình chia cái áo ra, mình hướng dẫn các bạn nè. Đây, đây là cái hình mẫu của cái áo. Đó, nó như thế này. Nó hơi sáng nè, mình dành cho sếp. Đó, cái, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái áo như thế này. Thì cái áo này mình sẽ chia một cái thân trước và thằng sau nó ra như cái hình, như cái hình chat mình vẽ phía bên dưới đây. Bây giờ mình sẽ nói cụ thể cái phần mà chat nha. Ở đây mình sẽ chia cái áo ra là làm 10 phần. Có nghĩa là cái phần gạch gạch này là cái phần quai văn chữ A này nè. Cái phần 19 mũi bính này là hai bên. Có hai cái phần hoa văn ở phần dây. Tiếp theo còn cái phần thân là các bạn sẽ chia cho mình là thêm 4 phần nữa. Giả sử ở đây cái vòng mình móc với cái vòng mình muốn móc á, cái số đo như cái vòng eo hay là cái hạ eo bao nhiêu á, các bạn móc muốn áo dài bao nhiêu thì các bạn sẽ đo cái vòng tròn xung quanh đó có bao nhiêu cm. Ở đây mình giả sử là 86 cm nha. Thì các bạn sẽ thêm cho mình số bính là 5 tới 10 bính, thêm hoặc trừ theo cái mà cái sợi của các bạn móc nó có giãn hay không. Nếu giãn thì các bạn sẽ bớt mũi, mà nó không giãn thì các bạn sẽ tăng mũi lên cho mình. Đó, và ở đây thì mình hướng dẫn các bạn là móc cái phần móc từ trái sang phải là từ nách đi qua nha. Nhưng mà các bạn sẽ móc không phải móc hai mảnh mà các bạn sẽ móc vòng tròn cho mình luôn. Và cái chiều dài đi lên từ cái phía dưới áo này lên đây phải là khoảng từ 30 tới 35 cm, tùy theo các bạn thích là nó ngắn hay dài. Còn ở phòng nách là các bạn phải từ 17 tới 19 cm thì nó mới vừa với cái tay nha. Vòng cổ thì là từ dưới ngang cổ nè đi lên tới phần dây là phải 10 cm cho mình. Đó. Còn ở hai bên, giống như là hai bên cái phần qua văn này, các bạn sẽ chừa lên cho mình hai cái mũi kép, một mũi, hai mũi hoặc là ba mũi gì tùy, để cho mình chiết cái phần nách nè. Lúc mà mình chiết á, mình sẽ chừa lại để cho nó ghép vô cái phần qua văn A này cho mình. Đó. Và bây giờ mình sẽ nói sơ bộ về cái phần mà tính số bính nha. Ở đây mình giả sử là 86 cm nè. Mình đã móc thử 30 mũi bính thì nó ra là 9.5 cm. Và mình lấy 86 nhân 30 chia 9.5 thì nó sắp xỉ ra là 271 mũi bính. Và ở đây mình đã móc kim 1.5 mà sợi này chắc cũng tầm 0.6 đến 0.8 y. Thì các bạn sẽ đo theo cái số đo của các bạn ở đây nè. Rồi các bạn tính nha, các bạn bắt 30 mũi cho mình, rồi các bạn sẽ đo thử coi nó ra bao nhiêu cm. Rồi các bạn lấy số này nhân cho 30 mũi và chia cho cái số cm ở đây nè, để ra được cái số bính này. Thì sau khi mà chia xong, các bạn sẽ tính cho mình nè. Tại vì cái phần chat này nè là một cụm là hai cụm mặt trước, và ở mặt sau là cũng hai cụm như vậy luôn, là tổng cộng một cụm là 19. Nên mình lấy 19 mình nhân cho 4 thì nó ra 76 mũi bính. Đó. Và ở đây mình bắt 272 mũi bính thì mình lấy 272 trừ 76 ra còn 196 mũi bính nè. Mình lại chia cho 2 một lần nữa. Chia cho 2 thì nó ra được 98 mũi bính ở mỗi thân trước và thân sau để mình móc mũi kép á. Sau đó nè, các bạn thấy cái phần chat của mình không? Ở đây là một phần nè. Ở đây là hai phần nè. Đây là một phần, là tổng cộng là 4 phần, các bạn sẽ chia cho 4 cho mình. Là nó sắp xỉ ra 25 mũi bính. Thì ở phần giữa này mình sẽ lấy là 50 mũi bính, mình móc ngang qua từ bên đây qua bên đây là 50 mũi kép cho mình. Còn ở đây lấy số 96 này, các bạn sẽ trừ ở 98 này, các bạn trừ 50 thì nó còn 48. 48 thì các bạn chia đều hai bên. Các bạn sẽ chia đều hai bên đây là mỗi bên là 24 nè. 24 mũi. 24 mũi. Ở đây là 50 mũi. Đó. Và ở phần này thì mình quên là một cái là mình sẽ cộng hoặc trừ thêm 5 mũi bính nữa. Nên như cộng 5 hoặc 10 mũi từ cái con số đó. Thì ở đây mình sẽ cộng thêm nè. Tại vì bốn cái phần này mình muốn nó cho nó đều thì mình cộng thêm 4 mũi bính nữa ở mỗi mặt. Là tức nghĩa là bây giờ các bạn sẽ móc thêm cho mình là 8 mũi bính. Là bây giờ 270 ở đây 272 mũi bính nè. Các bạn sẽ cộng thêm 8 mũi bính nữa cho mình.
Đó. À, thì ở phần thân trước thì nó ra nhiêu đó, phần thân sau thì nhiêu đó. Các bạn sẽ ứng biến theo cái số này, các bạn cộng thêm ra cho mình 8 mũi nha, để cho cái áo nó sẽ rộng ra một chút xíu. Đó. Và sau đó khi mà móc, các bạn sẽ bắt số mũi cho mình là 272 cộng 8 là 280 mũi bính. Rồi các bạn sẽ nối dòng lại cho mình. Sau đó là các bạn sẽ móc từ đi từ bên nách đi qua. Theo cái cách thì các bạn sẽ đi từ bên nách đi qua, bên đây đi qua, hoặc là bên đây đi qua cũng được. Tùy các bạn muốn đi đường nào thì các bạn đi. Nhưng mà các bạn sẽ đi từ bên nách đi qua nha. Các bạn sẽ đi qua văn B trước, sau đó là qua văn A, rồi tới B, lại tới A, rồi B. Thì cứ hết một dòng này thì các bạn sẽ đảo là ngược lại một cái dòng ở phía sau nữa. Đó, thì như vậy thì nói chung là cái phần qua văn A thì nó sẽ như thế này nè. Đó, các bạn sẽ chụp cái màn hình là cái phần chat qua văn A cho mình nha. Còn qua văn B thì là tất cả là mũi kép hết, nên mình sẽ không có nói về cái phần này cho lắm. Ở đây thì mình có ghi lại cái phần chat của cái đoạn móc qua văn A nè. Các bạn chụp lại, nếu không hiểu ở trong hình thì các bạn sẽ xem cái này, thì đôi khi các bạn sẽ hiểu hơn được một chút xíu. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô hướng dẫn các bạn móc luôn nha. Mình sẽ dẹp cái này qua một bên. Ở đây mình đã móc được một dãy bính nè, móc được 272 mũi bính rồi. Bây giờ mình sẽ thêm 8 mũi nữa. Mình sẽ thêm 8 mũi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, như thế này. Sau đó các bạn sẽ xoay cái mặt cho nó đúng với chiều của nó, để các bạn nói cái vòng tròn là nghe đó, cho nó không có bị mà quấn á. Các bạn sẽ nói lại cho mình cái vòng tròn. Bây giờ mình sẽ nối cái vòng tròn luôn nè. Các bạn móc lên thêm một bính nữa, nối thêm cái vòng tròn đi qua đây. Để không móc thêm một bính này nha. Các bạn nối trực tiếp qua luôn, tại vì cái này nó không phải như là cái đan. Nếu đan thì bạn sẽ thêm một mũi để giờ, còn đây là móc nên các bạn sẽ không thêm mũi nữa. Và bây giờ các bạn sẽ bắt đầu móc lên cho mình 3 mũi bính nè. Sau đó các bạn sẽ móc từ bên trái đi qua cho mình nha. Các bạn sẽ móc từ bên trái đi qua cho mình, có nghĩa là các bạn sẽ móc từ bên đây đi qua. Hồi nãy ở đây mình 24 mũi bính nè, mình thêm mỗi bên một bính thì cứ cộng vô một mũi nữa cho mình. Cộng vô bên đây thì cộng 2, bên đây thì cộng 1 cho mình. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là 24 mũi bính nha. Ủa, 24 mũi kép nè, một mũi nè, cứ mỗi chân là một mũi kép cho mình. Các bạn móc mỗi chân là một mũi kép cho mình, khi nào đủ 24 mũi. Đây là 24 à. 5. Các bạn móc tới 25 mũi cho mình nha. Đây, ở đây mình đã móc xong 25 mũi nè. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi bính nữa. Các bạn sẽ bỏ 3 chân bính phía dưới, móc chân thứ tư cho mình 2 mũi kép. Một mũi nè, hai mũi, sau đó lên một bính tiếp tục hai mũi kép vô cái chân vừa móc lên luôn. Đó, như thế này. Tiếp theo lên một bính, sau đó các bạn sẽ bỏ qua cho mình năm chân bính phía dưới, móc chân thứ sáu cho mình. Nè, các bạn sẽ móc chân thứ sáu cho mình hai mũi kép nha. Một, hai, sau đó lên một bính tiếp tục hai mũi kép. Một, hai, như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ lên một bính nữa và móc một cụm như thế này lại tiếp tục cho mình nha. 2 4 5 6, ngay cái chân thứ sáu lên cho mình hai mũi kép, một mũi nè, hai mũi,
sau đó là một bính, tiếp theo là hai mũi kép như thế này, là mình đã móc được ba cái cụm như thế này, là ba hàng rồi nè. Bây giờ các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi bính, sau đó bỏ ba chân phía dưới, móc chân thứ tư cho mình một mũi kép. Từ cái chân, từ cái mũi kép này thì các bạn sẽ móc, tính luôn cái mũi này, các bạn sẽ móc cho mình 52 mũi kép nha. Hai nè. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Đây, mình đã móc được 52 mũi kép như thế này rồi nè. Đó, từ cái cụm này đi qua, các bạn sẽ móc 52 mũi kép cho mình. Bây giờ tiếp tục các bạn sẽ móc lại cái cụm này cho mình, ba hàng như thế này. Là bây giờ các bạn sẽ lên cho mình một bính nè. Tiếp theo bỏ ba chân phía dưới, móc chân thứ tư cho mình là hai mũi kép. Một nè. Hai nè. Tiếp theo lên một bính, sau đó là hai mũi kép. Một. Hai. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình một bính, bỏ năm chân phía dưới, móc chân thứ sáu hai mũi kép. Một. Hai. Lên một bính, tiếp tục hai mũi kép. Một. Hai. Sau đó lại là một mũi bính và lặp lại cái cụm hai kép một bính hai kép cho mình. Cách 5 mũi bính, sau đó móc mũi chân thứ sáu nè. Hai mũi kép. Một mũi bính. Hai mũi kép. Đó, như thế này. Sau đó là lên một bính. Tiếp tục bỏ ra ba chân, móc chân thứ tư cho mình một mũi kép. Từ cái mũi kép này các bạn sẽ tính là mũi thứ nhất của cái phần mà ở đây nè, mình móc tới đây nè. Mình bây giờ các bạn sẽ móc tới cụm này là tính cái phần này là 25 mũi bính, mũi kép nè. Bây giờ một nè. Các bạn sẽ móc cho mình 25 mũi kép nè. 2 nè. 3. 4. 5. Ở đây các bạn móc tới 25 mũi kép cho mình nha. Đây, ở đây mình đã móc xong 25 mũi kép rồi. Bây giờ tiếp tục thì sau khi xong cụm B này, các bạn sẽ quay ngược lại bắt đầu cụm B bên đây nữa, là các bạn sẽ móc tiếp cho mình 25 mũi kép nữa, là tổng cộng là bây giờ các bạn sẽ thêm 25 mũi kép nữa cho mình luôn. 1 2 3 4 5 6. Đây, sau khi mình đã móc được 25 mũi nữa là tổng cộng bây giờ các phần ở phần nách áo là nó sẽ là lên 50 mũi ở mặt trước và mặt sau, tổng cộng là 50 mũi kép như thế này. Bây giờ các bạn sẽ móc qua cái cụm qua dân chữ A cho mình, lên một bính, bỏ ba chân, móc chân thứ tư hai mũi kép cho mình. Hai kép. Một mũi bính. Tiếp theo là hai mũi kép. Rồi, như thế này. Sau đó lên một bính, bỏ ra 5 chân, 2 4 5, móc chân thứ 6 hai mũi kép. 1 2, lên một bính, tiếp tục hai mũi kép. Đó. Sau đó là lên một bính, móc một cụm tiếp tục nữa, bỏ 5 chân, móc chân thứ 6 hai mũi kép. 1 mũi nè. 2 mũi. 1 bính. 2 mũi kép. Sau đó là 1 mũi bính, kết thúc cái phần chát chữ A này. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc vô cái phần này cho mình là 50 bộ có 52 mũi kép nữa. Bây giờ các bạn sẽ bỏ qua ba chân nè, 2 3, móc chân thứ tư cho mình mũi kép đầu tiên. Này. Sau đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 52 mũi kép. 2 nè.
3 4 5 6 7 8 9. Đây các bạn móc 52 mũi kép cho mình, mình sẽ quay lại nha. Đây mình đã móc được 52 mũi kép rồi nè. Tiếp tục thì các bạn sẽ tiếp tục phần quay chân chữ A ở đây một lần nữa, là cái lần cuối cùng của áo nè. Tại vì ở đây mình đã lập được 1 nè, 2 nè, thấy không? Và cái bên đây nó là 3 lần. Rồi, nên cái lần này là lần cuối cùng của cái phần chát quay chân chữ A nè. Các bạn tạm chút xíu. Đây, các bạn lên cho mình một mũi bính. Sau đó bỏ 3 chân phía dưới, móc chân thứ tư cho mình 2 mũi kép. 1 nè. 2 nè, tiếp theo một bính. Sau đó là 2 mũi kép. Sau đó là một bính. Tiếp theo bỏ 5 chân, móc chân thứ 6, 2 4 6. 2 mũi kép, 1 mũi bính và 2 kép. Tiếp theo một bính. Bỏ 5 chân, móc chân thứ 6. 2 4 6. 2 mũi kép, 1 bính, 2 mũi kép. Tiếp theo một bính cuối cùng. Và ở đây bạn sẽ bỏ 3 chân, móc chân thứ 4, 1 mũi kép đầu tiên của cái phần nách cuối cùng nè. Là ở phần nách này mình sẽ còn là 25 mũi kép nè, các bạn sẽ móc hết 25 mũi kép, sau đó là nối vòng cho mình nha. Đó, bây giờ các bạn sẽ móc tới cuối hàng đi, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn nối vòng. Đây, sau khi các bạn móc xong 25 mũi kép cuối cùng này thì các bạn sẽ để cái mặt xuống nha. Các bạn ấy làm sao cho nó cùng chiều với nhau để nó không có bị chéo cái phần sợi của cái áo như thế này nè. Đó, rồi bây giờ các bạn sẽ nối vòng lại. Ở đây mình sẽ nối vòng bằng một mũi giờ nha. Các bạn sẽ giờ ở chân bính thứ 3 của cái mũi kép đầu tiên nè. Các bạn sẽ móc mũi giờ. Lý do mình muốn cái đường nối này ở chính giữa cái nách áo là để cho nó không có bị lộ cái vân nối áo nè. Nếu mà các bạn móc từ phía bên đây thì nó sẽ hiện lên ở bên đây, nó rất là không có đẹp áo. Nên mình cho nó vô chính giữa. Bây giờ tiếp tục cái hàng thứ hai của cái phần thân áo thì nó rất là đơn giản. Các bạn lên cho mình 3 mũi bính và các bạn sẽ móc tương tự, mũi kép sẽ lên mũi kép cho mình. Sau đó phần quay văn này mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Bây giờ các bạn sẽ lên cho mình 25 mũi kép ở đây thì mỗi chân là một mũi kép cho mình. Một đó, các bạn sẽ móc hết các chân, tất cả các chân đều là mũi kép hết cho mình luôn. Mình đã móc xong 25 mũi kép ở đây rồi nè, đó là hàng thứ hai. Bây giờ các bạn móc tiếp cho mình nè, cái phần qua văn cụm chữ A. Các bạn sẽ lên cho mình một bính. Một mũi bính, sau đó các bạn sẽ móc vô cái chỗ mà mũi một mũi bính ở đây nè, chính giữa hai mũi kép nè. Móc cho mình hai kép. Một bính, sau đó là hai mũi kép. Như thế này. Tiếp theo lên một bính bên đây, qua bên đây móc hai mũi kép, một nè, hai, sau đó lên một bính, tiếp tục là hai mũi kép vô đây,
Tiếp theo lên một bính và bên đây móc chính giữa hai mũi kép này, hai mũi kép, một bính, sau đó là hai mũi kép. Tiếp theo móc một bính để các bạn sẽ qua phần mũi kép bên đây, các bạn móc tiếp tục cho mình. Tất cả các chân đều là mũi kép đó, như thế này. Thì tương tự các bạn sẽ móc hết cái dòng này cho mình luôn. Ở qua dân này thì các bạn sẽ móc như mình vừa hướng dẫn nha. Bây giờ các bạn sẽ móc hết dòng thứ hai này cho mình luôn. Ở đây mình đã móc tới cuối hàng thứ hai này, các bạn sẽ bóc một mũi giờ cho mình ở chân bính thứ ba của cái mũi kép đầu tiên nè. Các bạn sẽ bắt một mũi giờ qua cho mình. Kết thúc hàng thứ hai thì tương tự các bạn sẽ móc tất cả các hàng đi lên phía trên cho mình. Nó qua dân nó như thế này, mình sẽ không hướng dẫn nữa. Và ở đây mình sẽ vẽ cho các bạn xem một cái này nữa nha, để các bạn xem coi nếu ấy thì các bạn sẽ làm theo mình, hoặc là các bạn sẽ không có các bạn thích xu này bạn sẽ móc đi thẳng lên. Ở đây mình sẽ bỏ qua cái phần móc này nha. Đây, ở đây mình sẽ nói về cái phần này. Một là các bạn sẽ đi theo cách là móc từ hàng số 1 đi thẳng lên tới trên đây là đủ độ dài từ 30 đến 35 cm cho mình luôn, không tăng không giảm mũi. Thì nó như cái phần hàng 1 với hàng 2 của mình đó, các bạn cứ lặp lại cái hàng đó thôi. Còn cái thứ hai là các bạn sẽ giảm eo và tăng ngực y như trở lại y như cũ cho mình nè. Có nghĩa là ở đây các bạn sẽ móc lên cho mình khoảng 5-10 hàng gì đó tùy các bạn nha. 5-10 hàng tùy theo cái mũi móc của các bạn nữa. Sau đó mình sẽ giảm mũi từ dưới đây đi lên đây tới phần eo của bạn, và sau đó tăng đi lên phần ngực trở lại. Đó, thì ở đây là có mình có hai cách. Còn nếu mà các bạn móc cách thứ nhất là đi thẳng lên luôn thì các bạn chỉ cần xem hết video này nữa là các bạn sẽ ngừng. Còn khi nào tới rồi sau đó em sẽ qua phần video hướng dẫn chiếc tay áo. Còn các bạn nào muốn có móc cái áo mà có eo á, eo ôm vô thì các bạn sẽ xem tiếp cái clip thứ hai, phần 2 của cái áo này cho mình nha. Đó, và ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn hàng 1, hàng 2 của cái chát áo thôi. Thì nó cũng như vậy thôi. Ở mũi kép thì các bạn sẽ móc mũi kép, còn ở đây thì các bạn sẽ móc vô chính giữa nó lên cái cụm như thế này. Đây, đó cái phần chát của nó. Nó y chang vậy, các bạn sẽ móc thẳng lên thôi. Còn mà các bạn muốn giảm eo thì các bạn sẽ xem video ở phần 2 cho mình nha. Bây giờ mình kết thúc cái video phần 1 ở đây nha.